Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 101. Bài toán này thầy minh họa cho liên quan đến phương pháp đó là phương pháp bơm Hiro và dồn chất cho este với loại este đói. Ở đây đọc đề lên các em thấy ngay este người ta chỉ cho các em đơn chức thôi, còn no hay đói chưa biết. Và thứ hai nữa là người ta cho các em cái gì? Là axit này là axit no, tức là rượu của thầy có thể no hoặc đói. Thế do đó là este đơn chức thầy ký hiệu là R trung bình COO phẩy trung bình. Đó. Phản ứng với oxy thì oxy của thầy là 0,65 mol. Kết quả thu được muối cộng với lại cái gì? Cộng với lại ancol. Số mol NaOH cho vừa đủ rồi. Như vậy thầy suy ra là số mol COO của thầy cái này bằng 0,14 luôn. Thầy lại cũng 0,14 luôn. Đề thi này tập trung liên quan đến ancol. Như vậy ancol đốt cháy là 0,37 mol. Sản phẩm thu được là CO2 và nước. Thì kết quả thầy có là CO2 của thầy ở đây chưa biết Nước của thầy là 0,28 mol Như vậy kết quả là thầy dồn chất cho ancol luôn Ancol này dồn chất thầy có oxy được cắt ra Thì là 0,14 mol Vì ở đây thầy không biết ancol no hay đói Do đó thầy cắt ở dạng tổng quát C và H2 Thì H2 của thầy ở đây bằng 0,28 mol bảo toàn hero Thế còn C ở đây kem tìm bằng cách nào à, Kem dựa vào oxy cháy À, các em đặt x mon thầy đi cho dễ đi đã một số bạn chưa hiểu phần này nhầm thầy nhầm các bạn các bạn không hiểu do đó thầy viết phương trình để các bạn hiểu hơn oxy đốt cháy carbon là X oxy đốt cháy hydro là 1 phần 2 nhân 0 28 oxy lấy của thầy được lấy từ đâu oxy đốt cháy carbon và hydro được lấy từ oxy đem đốt cháy là 0 37 cộng với oxy thầy được cắt ra ngoài là 0 14 các em chia cho 2 như vậy kết quả là thầy tìm ra xì bằng 0 3 đó Thế thì các em nhìn vào đây các em nhận xét ngay rõ ràng rằng cái ancol này của thầy là ancol là ancol ở đây là ancol đói rồi. Vì số mol của C lớn hơn số mol của H nghĩa là CO2 và H ở gốc của thầy C sẽ lớn hơn H. Do đó H2 này, Như vậy đốt lên thì sẽ có CO2 lớn nước chứng tỏ là đói. Thế bây giờ đặt vấn đề là vì nó đói bây giờ thầy phải tìm số mol EP Vậy tìm bằng cách nào? À rất là dễ thôi. Các em thấy tổng số mol các em biết rồi. Vì thế các em dồn nó thành oxy là 0,14 đó CH2 của thầy là F bằng C là 0,3 vậy H2 của thầy ở đây sẽ bằng là âm lấy 0,28 chứ 0,3 là 0, à. ở đây các em có là 0,02 nhưng thực tế số mol của thầy là 0,14 mol cơ như vậy suy ra số mol EP, NEP của thầy sẽ bằng 0,16 cái chỗ này một số bạn khó hiểu Một số bạn khó hiểu ở cái chỗ này Thì nếu như khó hiểu thì thầy sẽ phân tích như này để các em hiểu hơn Đó Bây giờ thầy sẽ sử dụng Tìm số mol EP ở gốc EP ở gốc Thì N ERP của thầy tính bằng cách nào Thì thầy áp dụng công thức đốt cháy carbon Cho cái gốc này thôi nhé Thì thầy có là CO2 trừ nước Tức là X trừ 0,28 thì bằng pi trừ 1 pi trừ 1 nhân với lại số mol của hỗn hợp thầy có là 0,14 đó kết quả là thầy suy ra suy ra cái gì à suy ra ở đây thầy sẽ có là cái gì đây 0,14 nhân với số pi ở gốc chính là số E epi sẽ bằng kem chuyển vế sang x của thầy bằng 0,3 đó x bằng 0,3 thì em thay vào kem em tìm ra 0,14 nhân với số pi thì chính là nep và nó bằng 0,16 em chuyển vế sang 0,14 chuyển vế sang cộng với 0,02 là 16 đây là tại sao thầy có như thế còn khi mà quen rồi thì các em nhớ hộ thầy đây là thầy ép cho nó no thì cái vinh giữa 0, âm 0,02 với 0,14 này chính là số mol EP nghĩa là gì nếu như để như ancol này nó no thì cái hero này chính bằng tổng số mol của ancol nhưng nó lại không bằng mà nó chỉ bằng âm 0,02 thôi điều đó chứng tỏ rằng để nó no thầy phải bơm vào đây số mol hero của thầy tương ứng bằng 0,16 mol Chính là số mol EP để cho nó no. Như vậy gốc của thầy có NEP là 0.16. Thế đến đây rồi thầy biết số mol EP bằng 0.16 rồi thì thầy sẽ dùng phương pháp là bơm hiro cho este. Vậy este của thầy sẽ cộng thêm 0.16 mol hiro nữa thì kết quả là trở thành no. Và khi no thì thầy dồn được thành COO biết rồi là 0.14 mol. CH2 và H2 vì este là đơn chức, vì thế H2 là bằng 0. bao nhiêu? 0. 14 luôn. Thế còn CH2 này chưa biết đang cần tìm Thầy gọi là Amon Như vậy để tìm A không có gì khó khăn cả Thầy sử dụng cái số liệu oxy ở đây Là 0.65 Thì kết quả là CH2 cháy là 1.5A Hero cháy của thầy là 0.14 Chia 1 phần 2 Oxy của thầy sẽ bằng là 0.65 Cộng thêm một lượng oxy Cần để đốt cháy cái hero bơm vào Sẽ là 0.16 2 là 0.08 Từ đó các em tìm ra A bằng Đó các em sẽ tìm ra được a bằng bao nhiêu thì các em bấm luôn đi thầy bấm luôn có thể là bằng bao nhiêu các em có là 0,065 này cộng với 0,08 trừ đi 0,07 chia cho 1,5 bằng 0,44 a bằng 0,44 như vậy để tìm được giá trị của m M gam hỗn hợp ban đầu đây này Thì các em cộng 3 đại lượng này vào Và trừ đi cái Iro mà thầy bơm vào Thì ra được M Vậy kết quả M của thầy sẽ bằng Các em bấm đi 0.44 x 14 này Cộng 0.14 x 44 Cộng 0.14 x 2 Ok Trừ đi 0.16 x 2 Đẹp luôn bằng 12.28 Bằng 12.28g Đó Tức là các em cộng tất cả ba đại lượng này vào và trừ đi cái khối lượng hydro thầy vừa bơm vào lượng nó bị thay đổi mới Thì đáp án của thầy sẽ là B, chính xác luôn rồi. Ok. À hy vọng các bạn sinh năm 2004 chúng ta sẽ cố gắng để ngấm cái vấn đề này thì chúng ta mình có cơ hội giải quyết những bài toán khó trong thời gian ngắn nhất được. Ở đây là thầy diễn giải chi tiết để các bạn hiểu. Còn tới đây khi mà các em hoàn thành nội dung rồi, các em có cái tư duy rồi thì chúng ta sẽ xử lý thật nhanh nháp thôi.